Sau Nhật xin chào nhà, em là giới thiệu các bác tiếp một chiếc máy rửa bát Panasonic TR6 các nhé, một con máy khá là đẹp này, TR6 mã số 9. Con này nội ngoại thất rất là ok, mặt mũi các thứ là đẹp. Đối với dòng máy rửa bát thì TR6 nó là cái model bán khá là chạy các bạn, tầm tiền nó vừa phải các nhé, đời 2013. Tầm tiền vừa phải luôn, đầy đủ full mọi tính năng, công nghệ eco. Răng chỉ ok các bạn nhé. TR6 bảo hành 1 năm, giá 3,5 triệu. Cái chiếc này thì các bác ở xa mua thì các bác đặt cọc trước cho em 500 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng có thanh toán nốt. Còn bác nào mà chuyển khoản hết thì em bao ship luôn chiếc này. Bác nào chuyển khoản hết em bao ship luôn nhé. Ở thời bây giờ thì cái máy rửa bát nó khá là thông dụng rồi, nhưng mà nó cũng rất là rẻ. Bác nào mình có kinh tế một chút thì mình cũng sắm một chiếc về gia đình mình ăn cơm xong rửa bát, cho vào đây rửa xong xế khô diệt khuẩn khô rong luôn. Đấy, rất là tiện và sạch các bác nhé, nhanh gọn. Các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên shop em nhé.